Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Minh Trung, chúc quý vị ngày mới vui vẻ. Và mình quay trở lại để phá đảo cái game bóc trứng vui nhộn này. Ok, là đầu tiên chúng ta sẽ bóc trứng hình con bom chưa? Vâng, Tinkerbell quý vị ơi. Lại xong xem. Úi rồi, con sừng này mình không biết. Con chó Aurora, quý vị thấy mình bóc nhanh chưa? Tại Sunset Simmer có chân. Bây giờ mình sẽ vào bộ sưu tập. Gia đình mình phải tìm được con Matinda. Gia đình mình phải tìm được cái con Matinda. Sunset Simmer ở đâu nhỉ? Chim béo bự Terence. Mà nào cũng được 36 hết. Có lẽ hai quả trứng giống nhau này. Đây là bạn tôi, Tinkerbell rồi, quý vị ơi. Là Fluttershy. Ô, con trong tôi tí tiện này, quý vị ơi. Có một con lừa này. Bóc trứng, bóc trứng, bóc trứng. Lại con Ariel này. Chết. Bây giờ bỏ mấy cái cú cú. Ừ, có sẵn đi. Mày để cho ông bóc không nào? Lại ok. Yes. Và shadow nhá quý vị nhá. Và I'm Rose. Úi dồi, cụ tè vậy. Và xem bộ sưu tập rồi. Đây là con Matinda. Ai kìa, đây là con Pretty Review. Con giống hiện Matinda kìa luôn. Ủa bom bom. Còn rất nhiều bộ sưu tập còn cần phải thu thập về. Và lấy Gold Spider-Man nhá. Bỏ mấy cái thứ đã có sẵn đi. Để Lego Iron Man. Fluttershy. Red.
Thế là red. Úi rồi. Số 4 đầy rồi. Số 5 chưa đủ, số 6 đủ rồi. Số 7 đủ, số 7 chưa đủ. Số 8 đủ rồi. Đâu, số 8. Số 8 chưa đủ, còn thiếu thiếu 2 con. Đủ, đủ, chưa đủ. Bọc tiếp rồi. À, chỉ có tay này. Pony Superman này. Hai cái con bom này. Giờ thì mình phải bóc nhanh hơn. Wonder Woman. Rapunzel. Fuck the mer. Có chín tục căng. Rainbow Dash bằng tối. Mario. Úi rồi. Quý vị thấy mình bóc nhanh chưa này? Xong màn số 77 rồi. Tìm được một con pony rồi. Nhưng mà chưa tìm được con Matilda. Mình không chắc đây có phải là con tu căng không ấy. Để trong cái game á. Lego ở ấy đâu nhỉ? Tiếp tục à? Bỏ mấy cái thứ có sẵn đi. Rồi à. Úi rồi. Anna. Captain America. Tiếp tục truy tìm quả trứng nào. Lại là Iron Man. Ô, con này trong Sonic thì phải. Mình chả biết nữa. Úi dồi. Amiro. Úi rồi. Mình không tin rồi. Tiếp tục bóc bóc xuống rồi. Bóc 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 bóc. Bóc 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 bóc. Lại con heo này. Ồ, con Bubble. Mình cứ tưởng đấy là con Matilda. Con đây là con blue gì đó ấy. Úi rồi, cute vậy. Nó ở ngăn cái con blue jay ở đâu nhỉ? Blue jay. Red trẻ con này. Úi dồi. Nhìn trông cũng đẹp ấy.
Mình cần tìm ra Lego Angry Birds. Nhưng mà nó ở đâu? Thì còn à đây 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 là bập đây con blue blue dây là Mario lại là chim con chim boomerang. Ui rồi kinh chưa quý vị ơi, Lego Ariane Spider-Man. Ui rồi, con này mình có rồi. Elsa. Superman. Ui rồi. Chuck, lại có Chuck. Lại Superman. Con heo này. Giống nhau chơi quý vị ơi. Úi rồi. Chết được quá chứ nhỉ. Kirby Mario. Willow. Rapunzel. Thế quý vị thấy mình bóc nhanh chưa? Ui, Lego Red. Hôm nay mình may mắn lắm đấy. Ui rồi. Ở đây hai con cá sấu liền. Lại con vịt cao su đeo băng vịt mắt. Ui rồi. Một chắc. Vậy để mình có cái con Lego Red rồi. Lego Red, Lego Red cô. Hôm nay có may mắn không? Thật sự hôm nay có may mắn không? Cố lên, cố lên, cố lên. Không nhỉ. À đây. Quý vị ơi, đây rồi, đây rồi. Con Lego Red. Hôm nay mình may mắn lắm đấy. Hôm nay mình bây giờ mình sẽ bóc trứng tiếp. Cute chưa này quý vị ơi. Một con pony vô cùng cute luôn. Có lông xù. Rainbow Dash. Úi rồi. Đi được con chim tu căng này. Ui giời, cute vãi. Bòm bò. Lợn ria mép. Ui giời. Heo mà lùng. Faster, 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 faster. Faster, faster, faster. Ola. Heo xanh. Minion thôi miên.
biết cái con đấy là ngăn thứ mấy ấy? Cái con mà đeo kính. Ô đây rồi. Ô đây rồi. Đây. Mà đeo kính nhỉ. Kính thôi miên này. Hiểu chưa ai quý ơi? Vào Goku. Con voi này. Pimi Spider-Man. Đấy kìa ai. Úi rồi. Phải bóc hết mấy chỗ trứng này để tìm được con mới. Úi giời, Gru. Con Gru mình có rồi. Thò. Úi giời, úi giời. Bóc không được nghỉ luôn. Tới tiếp. Cá sấu ấy. Cái con chim màu đâu thì mình quên tên rồi. Rau xanh. Rau xanh này. Úi rồi. Úi rồi. Bóc không gì luôn. Hai con mặt kim đa. Shadow. Mike Wazowski. Ủa giống nhau chưa?
Rainbow Dash, tại Mario, của Flash. Yes. Woody Woodpecker. Chỉ có điểm Woody. Cậu bé An. Pikachu là Pikachu. Chơi tiếp. Úi dồi, Iron Man. Spider-Man giờ là Spider-Man. Mario. Captain America. Úi dồi, là Spider-Man. Mình phải bóc hết chỗ quả trứng này. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Nhím lông xù rồi. Có xe la. Giờ có tới hai con Stella này. Một ninja. Ôi, thiếu nữ cá trong Sonic này. Lego Stella. Lego Stella này. Hoàn thành vòng số 99. Vẫn là Lego Red. Peter. Úi dồi. Là lại có tận hai quả trứng giống nhau. Moana hồi bé này quý vị ơi. Michael Jackson. Úi dồi, Red. Knuckles. Massa. Ô, hôm nay mình may mắn đây, có hôm nay có con mới này. Bóc cho mình phải bóc hết mấy cái trứng này. Xem chúng là cái gì ở bên trong. Úi giời, Spider-Man. Headshot. Úi giời. Một con búp bê hôm nay mình mang đây. Thank you.
rồi. Ôi con vừa lợn. Chơi tiếp. Nặng nắc ô. Rồi đây sẽ Titan. Rồi vẫn là bò. Cái lông này để cho ông bóc xuống đi. Ủa là có cái con chim tu cả. Bye. Con này mình không biết. Luca. Úi dồi. Amiro. Twilight Sparkle. Superman. Con này mình có rồi mà. Có kìa. Ô vẫn là con cho tôi đi điện này. Chắc đây là con mới rồi. Hôm nay mình may mắn lắm ấy. Bóc chừng. Superman. Fuck, ông đang đọc bóc trứng. Mình phải bóc trứng thật nhanh. Úi giời, vẫn là Barbie. Úi giời, con heo này. Con này chưa bao hả? Ồ, nhiều rồi. Ồ, con trong Mega Man này. Fuck. Mình còn mỏi tay rồi quý vị ơi. Thank you.
ra. Ui giời, lại phi thường mặt trăng. Martin ra. Ui Naruto. Naruto. Peppa. Ô, Superman này hôm nay mình may mắn này. Mình may mắn đấy. Úi giời. Superman rồi. Ngăn số ai đây rồi? Ngăn số 3 đã đủ. Ngăn số 4 đã đủ. Ngăn số 5 đủ. Số 6 đủ. Số 7 chưa đủ. Số 8 đủ rồi. Nè quý vị ơi, Superman nè. Con gì con Martin à? Giờ con rác. Nói gì mà wow. Úi giời, nhìn con chó trông ngứa mắt ta. Bọt Elsa. Quá kinh. Úi giời. Red School. Monster Sonic. Bao à đâu đây là lợi diễm ép. Luigi. Luigi. Ô còn một con cho bác này. Úi giời. Làm thêm tí nữa. Willow lại có Willow. Úi giời. Úi giời. Kinh trời. Làm thêm tí nữa. Bye.
Được. Làm thêm tí nữa. Chúng ta đặt được cái video này tại đây mình mở tay luôn.